Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mình bài phương trình đường tròn. Trong tiết học ngày hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu mình là phần phương trình đường tròn. Ở tiết tiếp theo thầy sẽ chỉ mình viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn. Chúng ta đi vào một phương trình đường tròn. Các em chú ý quan sát lên bảng. Thầy cho hệ trục tọa độ x, o, y. Thầy vẽ một đường tròn tâm y có tọa độ là a, b. Thầy lấy một điểm M thuộc vào cái đường tròn này, thì độ dài y M chính là bán kính L của đường tròn. Vậy phương trình đường tròn tâm y có tọa độ a, b, bán kính R sẽ được viết như sau. Thường ký hiệu của phương trình đường tròn sẽ là chữ C. Dạng của nó là y trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình bằng r bình. Ngoài ra phương trình đường tròn còn được viết dưới dạng khác: y bình cộng y bình trừ 2ay trừ 2b cộng c bằng 0. Các em chú ý, ở phương trình đầu tiên này thì chắc chắn nó sẽ là phương trình đường tròn. Nhưng ở phương trình phía dưới, phương trình đường tròn thì nó sẽ có dạng là như thế này. Nhưng mà những phương trình như thế này chưa chắc đã là phương trình đường tròn. Nên các em phải lưu ý với thầy một cái điều kiện: a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn 0. Và trong trường hợp này, bán kính R sẽ được tính theo công thức R bằng căn của a bình cộng b bình trừ c. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài số 1, tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau. Ở câu A, thầy cho mình cái phương trình đường tròn x trừ 2 tất cả bình phương cộng y trừ 3 tất cả bình phương bằng 9. Thầy sẽ nhắc lại phần lý thuyết của mình ở dạng này: y trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình. Các em chú ý hai các phương trình này, các vị trí tương ứng với nhau, thì mình sẽ thấy được rằng a sẽ bằng là 2, b bằng 3 và r bình phương sẽ bằng 9. Vậy tâm y sẽ có tọa độ là 2, 3. Bán kính R bình phương sẽ bằng là 9. Suy ra R sẽ bằng căn 9 bằng 3. Tiếp theo ở câu B, x bình cộng y bình trừ 2x cộng 4y trừ 1 bằng 0. Thầy cũng sẽ nhắc lại cho mình phần lý thuyết tại chỗ này: x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2b y cộng c bằng 0. Trong cái phương trình này, muốn tìm được tâm y có tọa độ ab thì các em phải chú ý tới vị trí của thằng hệ số đứng trước x và hệ số đứng trước y. Muốn tìm a thì các em lấy hệ số đứng trước x chia cho trừ 2. Muốn tìm b, các em lấy hệ số đứng trước y chia cho trừ 2. Thì a sẽ bằng là trừ 2 chia cho trừ 2 bằng 1. B sẽ bằng là 4 chia cho trừ 2 bằng trừ 2. Rồi tương ứng như vậy, c sẽ bằng là trừ 1. Sau khi tìm được các hệ số a, b, c thì mình sẽ tìm được tâm y sẽ có tọa độ là 1, trừ 2 và bán kính R sẽ được tính theo công thức: căn của a bình cộng b bình trừ c bằng. Tiếp theo, a bình phương thì chỗ này sẽ là 1 bình phương, b bình phương là trừ 2 tất cả bình trừ cho c, và các em lưu ý chỗ này c của mình là bằng trừ 1.
trừ cho trừ 1 sẽ là cộng 1. Thì bán kính của mình sẽ là căn 6. Rồi mình sang bài số 2. Lập phương trình đường tròn câu A có tâm y có tọa độ 1, 2 và đi qua điểm M 2, 3. Thì các em phải lưu ý kỹ giùm thầy. Muốn viết được một phương trình đường tròn thì chúng ta cần phải có hai yếu tố. Thứ nhất là tâm y và cái thứ hai là bán kính. Trong bài này thì mình đã có sẵn cái tâm y có tọa độ là 1, 2. Cái mình cần tìm ở đây chính là bán kính. Rồi các em chú ý vào cái hình vẽ. Đường tròn có tâm y và đi qua một điểm M thì độ dài một thẳng IM chính là bán kính R. Rồi mình sẽ đi tính R. Bán kính R sẽ bằng là độ dài của IM. Thì các em phải nhớ lại độ dài một thẳng IM sẽ bằng là độ dài vector IM. Rồi được tính theo công thức là căn của các em lấy điểm sau trừ điểm trước bình phương, nhớ lại công thức 2 trừ 1 bình cộng 3 trừ 2 tất cả bình bằng 2 trừ 1 ra 1 bình phương sẽ bằng là 1 cộng 3 trừ 2 ra 1, 1 bình phương cũng ra 1, đó này sẽ bằng là căn 2. Rồi phương trình đường tròn C chúng ta biết như sau: x trừ cho 1 bình phương cộng y trừ 2 tất cả bình phương bằng R bình. Chỗ này R của mình bằng căn 2 thì R bình phương sẽ bằng 2. Xong câu A. Rồi tiếp theo đó chúng ta sang câu B. Là phương trình đường tròn có đường kính AB với A có tọa độ là 1,1 và B có tọa độ là 7,5. Các em chú ý quan sát vào hình vẽ chỗ này của thầy. Một đường tròn có đường kính AB thì tâm y chính là trung điểm của đoạn thẳng AB. Mình nhớ lại công thức tìm trung điểm để tìm tâm y. Xy sẽ bằng là xA cộng xB chia 2. Y sẽ bằng là YA cộng YB chia 2. Rồi có mình thay số vô. 1 cộng 7 chia 2 sẽ bằng là 4. Rồi chỗ này cũng thay vô luôn. 1 cộng 5 chia 2 sẽ bằng là 3. Thì tâm y chỗ này của mình sẽ bằng 4, 3. Xong cái yếu tố đầu tiên là tâm. Sau đó mình tới cái bán kính. Ở đây mình có hai cách tính bán kính. Các em có thể tính độ dài đoạn thẳng AB sau đó chia 2, hoặc là mình có thể tính trực tiếp luôn là mình tính độ dài đoạn thẳng IB. Để làm giống như câu trên thì thầy sẽ tính độ dài đoạn thẳng IB. R sẽ bằng IB bằng độ dài của vector IB bằng căn của 7 trừ 4 bình cộng 5 trừ 3 bình. Rồi tính ra 7 trừ 4 sẽ còn được là 3, 3 bình phương sẽ bằng là 9, 5 trừ 3 còn 2, 2 bình phương sẽ bằng là 4. Thì bán kính của mình sẽ bằng căn 13. Rồi, ở đây mình đã có được hai yếu tố tâm y, bán kính R. Mình bắt đầu viết phương trình đường tròn thôi. Y trừ 4 bình cộng y trừ 3 bình bằng R bằng căn 13 thì R bình phương sẽ bằng 13. Như vậy là xong câu B. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi sang câu C.
lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A có tọa độ 1,2, B tọa độ 5,2, C có tọa độ 1-3. Đối với dạng bài phương trình đường tròn đi qua 3 điểm thì chúng ta sẽ áp dụng dạng x bình cộng y bình trừ 2 nga x trừ 2 bi cộng c bằng 0. Mục tiêu của bài toán này chúng ta sẽ tìm ra ba cái hệ số là a, b, c là xong bài toán. Rồi đường tròn của mình đi qua ba điểm a, b, c thì ba điểm này sẽ thuộc vào cái đường tròn a, b, c thuộc vào đường tròn c. Điểm a thuộc vào đường tròn c, chúng ta sẽ tha tọa độ x bằng 1, y bằng 2 vào phương trình này. Mình sẽ được là 1 cộng 4 trừ 2a trừ 4b cộng c bằng 0. Tương tự như vậy, điểm b, điểm c mình cũng tha tọa độ vô thì mình sẽ được là 25 cộng 4 trừ 10a trừ 4b cộng c bằng 0. Điểm c 1 cộng 9 trừ 2a cộng 6b cộng c bằng 0. Rồi sau khi thay 3 điểm này vào thì chúng ta sẽ được hệ phương trình, ba hệ phương trình bậc nhất tương đương trừ 2a trừ 4b cộng c. 1 cộng 4 là 5, mình chuyển mới qua sang là trừ 5. Trừ 10a trừ 4b cộng c. 25 cộng 4 là 29, chuyển mới qua là trừ 29. Rồi trừ 2a cộng 4b cộng c. 1 cộng 9 là 10, chuyển thành là trừ 10. Sau đó em lấy máy tính ra bấm nghiệm thì mình sẽ được a bằng 3, b bằng trừ 1/2 và c bằng trừ 1. Sau khi mình tìm được a, b, c thì các em sẽ thay cái hệ số này vào cái phương trình ban đầu của mình thì mình sẽ được một cái phương trình đường tròn x bình cộng y bình trừ 2 nhân với 3 là 6, thì cái này sẽ là trừ 6x trừ 2b trừ 2 nhân với trừ 1/2 sẽ thành là cộng 1, thì cái này sẽ là cộng y. C bằng trừ 1 thì mình sẽ thay là trừ 1 bằng 0. Như vậy mình đã làm xong được câu C. Tiếp theo, thầy có một số bài tập về nhà gửi cho các em, các dạng tương tự như những bài thầy đã giải rồi. Rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi học rồi.